GT Malaysia thách thức mọi ứng viên vô địch. Không có kết quả tốt trong những trận giao hữu vừa qua, nhưng đó không phải lý do để các đối thủ xem thường GT Malaysia. Đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoa vẫn sẽ là đối trọng đáng gờm của Việt Nam và Thái Lan trong giấc mộng bá vương ở AFF Cup 2020. Trong bảng danh sách 28 cầu thủ dự AFF Cup 2020, huấn luyện viên Tan Cheng Hoa đã gây sốc khi loại những cầu thủ tưởng chừng không thể thay thế như Matthew Davi gốc Australia và Lavie Corbin-Ong gốc Anh, bên cạnh tiền vệ mới nhập tịch năm ngoái, Lyrion Granieri. Nếu như Granieri bị loại bởi màn trình diễn mờ nhạt trước đó, thì hai cầu thủ trên lại vừa đá chính ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Bức tranh của DT Malaysia càng trở nên u ám khi trong hai trận giao hữu của tháng 10 vừa qua, đoàn quân của ông Tan Cheng Hoa đều phải nhận thất bại nặng nề trước Uzbekistan 1-5 hay Jordan 0-4. Nhưng huấn luyện viên Tan Cheng Hoa vẫn tự tin vào những lựa chọn của mình. Có lẽ, vị chiến lược gia 53 tuổi đã tìm ra các phương án đủ sức thay thế bộ đôi hậu vệ Matthew Davi và Lavie Corbin-Ong sau những thử nghiệm ở hai trận giao hữu trên. Cũng cần nói thêm rằng, do đề cao việc thử nghiệm đội hình nên Malaysia không sử dụng những quân bài tốt nhất cho cuộc chạm trán Uzbekistan và Jordan, qua đó phải nhận hai trận thua đậm. Sẽ là sai lầm nếu như căn cứ vào những chuyển động vừa qua của nhà đương kim Á quân AFF Cup để đánh giá năng lực của thầy trò Tan Cheng Hoa. Malaysia không bê nguyên si đội hình dự vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 6 cho đấu trường AFF Cup. Họ có nhiều điều chỉnh mà ở đó, những gương mặt được kỳ vọng có thể tạo nên đột biến cho lối chơi của ông Tan Cheng Hoa. Đơn cử như hậu vệ phải Quentin Cheng, người được lựa chọn để thay thế Matthew Davi, với chiều cao lên đến 1m88. Cầu thủ sinh ra và lớn lên ở Australia này sẽ là chốt chặn đáng được kỳ vọng khi phòng ngự và cũng là vũ khí tấn công lợi hại khi hãm thành đối phương. Dù bị dư luận chỉ trích, nhưng huấn luyện viên Tan Cheng Hoa vẫn tự tin vào đội quân do ông lựa chọn. Theo vị chiến lược gia này, DT Malaysia hiện tại là sự kết hợp giữa những cầu thủ mới và cũ. Ngoài cầu thủ khá mới là Quentin Cheng, Malaysia vẫn có thể kỳ vọng vào một số cái tên khác chưa được góp mặt nhiều trong thành phần đội tuyển quốc gia như hậu vệ Arif Fazila, tiền đạo thân đồng Lakman Hakim Samsudin hay tiền vệ Kojilas Warrenaji. Nhưng về cơ bản, bộ khung của Malaysia vẫn còn khá nhiều gương mặt kỳ cựu. Dưới khung thành là thủ môn Khairul Fahmy, bộ ba trung vệ Aidin Jafar, Sharun Shah và Dion Kundrun hiện hữu trong đội hình. Ở tuyến giữa, những Safawi Razib, Mohamadou Soumaré vẫn là điểm tựa để tạo sức bật trong lối chơi. DT Malaysia dưới thời huấn luyện viên Tan Cheng Hoa luôn khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Dù chưa thể thắng đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng Malaysia vẫn luôn gây ra nhiều khó khăn cho Quang Hải và đồng đội. Với DT Thái Lan, Malaysia lại dường như đang thể hiện hình ảnh ấn tượng hơn. Thắng lợi mới nhất ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua trước đội bóng xứ Chùa Vàng là minh chứng. Malaysia chắc chắn vẫn là đối trọng đáng gờm trong cuộc đua đến ngôi vô địch AFF Cup 2020. Vua tốc độ Mohamadou Soumaré. Trong danh sách triệu tập cho AFF Cup 2020, Malaysia đã giảm bớt số lượng cầu thủ nhập tịch so với các đợt tập trung trước đây. Nhưng không vì thế mà vai trò, vị thế của Mohamadou Soumaré bị ảnh hưởng. Tiền vệ 27 tuổi chính là niềm hy vọng lớn nhất nơi tuyến giữa của Malaysia trong việc xuyên phá khung thành đối phương. Soumaré nổi bật bởi sải chân rất dài và nhờ sự căng lướt, tốc độ cao, cầu thủ gốc Gambia luôn khiến mọi hàng thủ đối phương phải hoạt động hết công suất. Ghi mạnh, Trọng Hoàng từng khá vất vả trong việc phong tỏa Soumaré tại AFF Cup 2018 và hiện tại phong độ của tiền vệ này vẫn rất cao nên chắc chắn các pha tấn công của Malaysia sẽ dùng nhiều. Về phía tiền vệ có tốc độ cực tốt này, Soumaré còn sở hữu tinh thần thi đấu máu lửa, không thua kém bất kỳ cầu thủ gốc Malaysia nào, nên tiền vệ này càng hứa hẹn là ngòi nổ lợi hại của Malaysia. Thành tích trong quá khứ, số lần tham dự, 12, bị loại sau vòng bảng, 3, bán kết, 5, Á quân, 3, vô địch, 1. Danh sách cầu thủ được triệu tập, thủ môn, Khairul Fahmy, Arigani, Khairulayan Khalid, hậu vệ, Aidin Jafar, Sharun Shah, Rizzo Ghazali, Junior Esto, Siami Safari, Dominic Tan, Arif Fazila, Orif Fahan Aysa, Dion Kunj, Quentin Cheng, tiền vệ, Badrul Bathir, Mukhari Emo, Akram Mahinen, Safawi Razib, Akia Razib, Kenny Porridge, Mohamadou Soumaré, Kojilas Warrenaji, tiền đạo, Wilhelm Yapaula, Siafit Ahmad, Lakman Hakim Samsudin, Sarel Fikri, Faisal Halim, Fayad Diyun Kivri, Darren Locke.